Okay. Câu hỏi của bạn là huyết áp của tôi lên xuống thất thường có sao không? Để trả lời câu hỏi này cần giải quyết một vấn đề trước. Vậy, tăng huyết áp có nguy hiểm hay không? Bạn chắc chắn đã nghe đến các bệnh nguy hiểm như là đột quỵ, mất thị lực, suy tim, nhồi máu cơ tim, suy thận và phần lớn đều chưa bao giờ nghĩ đến hoặc liên hệ chúng với cao huyết áp. Nhưng căn bệnh này thực sự tồn tại và chắc chắn sẽ xảy ra, đó là các biến chứng của tăng huyết áp. Mạch máu của chúng ta thì rất kiên cố nhưng nó cũng có giới hạn của mình. So với ống dẫn của chiếc máy bơm thì nó thật là một mạch. Sau một thời gian dài chịu áp lực quá cao, thành động mạch bị tổn thương, trở nên yếu đi, nó có thể bị phình ra và bung vỡ mạch. Các bạn hiểu sẽ nguy hiểm như thế nào nếu đó là các động mạch não hay động mạch chủ của bạn ạ. Ngoài ra, khi áp lực tăng cao sẽ hình thành các vết rách nhỏ trong mạch. Các chất trong máu như cholesterol, chất béo, calcium trước đấy di chuyển trơn tru trên một thành mạch nhãn bóng thì nay gặp phải vết xước này lắng đọng lại, tạo mảng bám và càng làm vết rách to hơn. Khi các mảng bám lớn lên, máu di chuyển qua chỗ hẹp sẽ rất là khó. Hồng cầu có thể dính vào đó và tạo thành cục máu đông, bít chặt mạch máu lại. Khi động mạch, nhất là các mạch máu quan trọng cung cấp máu cho não và động mạch vành cung cấp cho tim bị tắc, không tới máu được cho tế bào thì tế bào sẽ chết đi. Đây là nguyên lý tạo nên căn bệnh chết người, đột quỵ. Tế bào não và tế bào tim mà chết đi thì chỉ có nước ăn chuối với ngắm gà trên ban thờ chứ còn gì nữa. Vậy, tăng huyết áp cũng bắt đầu hơi nguy hiểm rồi đó nhỉ? Và nếu các bạn có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, bất kỳ vấn đề gì cần tư vấn, hãy comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể cho các bạn. Tăng huyết áp là một bệnh quá quen thuộc rồi. Nhà nhà bị tăng huyết áp, người người bị tăng huyết áp. Vậy huyết áp là cái gì mà nó tăng hoài vậy? Hãy tưởng tượng tim bạn như một chiếc máy bơm to lớn và vô cùng quan trọng. Mạch máu là những ống nước của chiếc máy bơm đó. Chiếc máy bơm thì hoạt động chăm chỉ mỗi ngày, đẩy nước đi qua ống dẫn đến khắp nơi bằng một lực đẩy mạnh mẽ. Nước bị tống đi bởi áp lực mạnh sẽ di chuyển rồi va đập trong ống tạo thành áp lực lên ống nước. Tương tự, máu cũng tạo ra áp lực lên thành động mạch gọi là huyết áp. Có 3 yếu tố chính tác động lên huyết áp. Đầu tiên là cung lượng tim, đó là lượng máu tim bạn được bơm lên trong mỗi phút. Huyết áp sẽ tăng khi cung lượng tim tăng lên. Hiểu đơn giản là cái máy bơm của ai tự nhiên phải làm việc quá công suất. Bơm nhiều nước hơn trong một ngày thì máu cũng chịu nhiều áp lực hơn là đương nhiên rồi. Yếu tố thứ hai tác động đến huyết áp là thể tích máu, hay chính xác hơn là thể tích máu trong toàn bộ cơ thể của bạn. Huyết áp tăng thì thể tích máu tăng lên. Và cuối cùng là sức cản ngoại biên, đó là tất cả những gì cản trở sự lưu thông máu trong lòng mạch. Đó có thể là sự đàn hồi của thành động mạch, đường kính trong lòng động mạch, độ đặc của máu. Và nếu máu đặc hơn thì tim sẽ phải làm việc vất vả hơn và huyết áp cũng tăng do vậy. Huyết áp được đo bằng dụng cụ đo ở cánh tay, cái này chắc ai cũng biết rồi, nhưng không phải ai cũng hiểu kết quả sau khi đo huyết áp. Nó cứ ra cái số gì trên số gì ấy, đúng không? Huyết áp nó sẽ có kết quả ví dụ như sau: 120/80. Khi tim bạn đập, đương nhiên áp lực lên thành động mạch tại thời điểm đó là cao nhất, gọi là huyết áp tương thu. Cái số bên trên ấy, nó, bạn nhìn nó, chính nó đó.
và huyết áp đo được khi tim bạn nghỉ ngơi, gọi là huyết áp tâm trương, huyết áp thấp nhất, cái số bên dưới ấy. Trong ngày huyết áp sẽ biến động, nhưng thường huyết áp tâm thu sẽ nhỏ hơn 120 và huyết áp tâm trương sẽ nhỏ hơn 80. Do đó, nếu huyết áp bạn là 120 trên 80 thì bạn đang có chỉ số huyết áp tốt rồi đó. Nếu huyết áp tâm thu trên 140 hoặc huyết áp tâm trương trên 90, khi bạn đo trong lúc nghỉ ngơi và đo 2-3 lần cách nhau đều như thế thì bạn mới bị tăng huyết áp. Các bạn nhớ chưa? Không chỉ một lần đo huyết áp mà trên 140 trên 90 chúng ta khẳng định được điều đó, mà chúng ta phải đo trong lúc nghỉ ngơi, đo 2-3 lần cách nhau đều đặn thì chúng ta mới có thể khẳng định là chúng ta bị tăng huyết áp. Vậy huyết áp lên xuống thất thường và thường xuyên vượt ngưỡng 140 trên 90 là một dấu hiệu cho thấy bạn đang có nguy cơ tăng huyết áp. Việc bạn cần làm là nghỉ ngơi 30 phút, sau đó đo lại huyết áp 2 đến 3 lần một ngày, thậm chí trong nhiều ngày. Nếu kết quả đều trên 140 trên 90 thì chắc chắn bạn đã bị tăng huyết áp. Điều trị tăng huyết áp không chỉ sử dụng thuốc mà còn bao gồm việc thay đổi lối sống lành mạnh. Đây là lời khuyên của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam cùng rất nhiều giáo sư tiến sĩ khác. Đó là bí mật thứ hai, thay đổi chế độ ăn lành mạnh, nhiều rau quả, trái cây, ít chất béo, khuyến khích ăn cá. Bí mật thứ ba, hạn chế muối, vì muối làm tăng giữ nước, tăng thể tích tuần hoàn và đây là nguyên nhân thứ hai gây tăng huyết áp, bạn còn nhớ chứ? Cụ thể, chúng ta hạn chế ăn từ 5 đến 6 gram một ngày. Nếu bạn quá béo thì hãy giảm béo thôi. Bí mật thứ ba đó, một công đôi việc, vừa kiếm được người yêu mà vừa khỏe mạnh cho mình. Cái thứ hai thì tôi không dám chắc, nhưng cái thứ nhất thì chắc chắn đấy. Không cần giống mấy anh chị người mẫu đâu, chẳng sao cho BMI 23 là đẹp rồi. BMI là gì á? Lấy cân nặng trên chiều cao bình phương là ra mà. Bí mật thứ mấy rồi nhở? Coi như là một bí mật tiếp theo đi. Không dùng quá mức bia rượu. Nam giới của chúng ta sẽ dùng khoảng tầm 20 đến 30 gram một ngày, nữ giới 10 đến 20 gram một ngày. Tập thể dục đều đặn, không hút thuốc và tránh xa việc hút thuốc lá thụ động. Điều quan trọng nhấn mạnh cuối cùng, điều trị tăng huyết áp thường phải lâu dài và nó có thể gây nguy hiểm cho bạn khi ngưng điều trị bằng thuốc mà không thảo luận với bác sĩ của bạn. Giống như nhiều bệnh nhân đã phải vào viện cấp cứu vì những đợt tăng huyết áp đột ngột cấp tính, bởi họ dùng thuốc một thời gian thấy huyết áp ổn định rồi nên tự ngừng. Vậy tổng kết lại nhé, chúng ta sẽ phải có những cái vấn đề như thế nào nhỉ? Thứ nhất này, hãy bỏ chút thời gian để tìm hiểu thông tin về tăng huyết áp từ những nguồn uy tín. Thứ hai, hãy ăn nhiều rau quả, trái cây và ít chất béo. Thứ ba, ăn hạn chế muối. Thứ tư, giảm béo. Thứ năm, tập thể dục. Thứ sáu, né bia rượu, thuốc lá. Và thứ bảy, đừng tự ý ngừng thuốc hạ áp. Và nếu các bạn có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, bất kỳ vấn đề gì cần tư vấn, hãy comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.